Cô chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Trong tiết tập làm văn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật. Và các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc đề bài nhé. Con hãy kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật mà em được xem theo gợi ý sau. A. Đó là buổi biểu diễn nghệ thuật gì? Kịch, ca nhạc, múa, xiếc. B. Buổi biểu diễn được tổ chức ở đâu? Khi nào? C. Em cùng xem với những ai? D. Buổi biểu diễn có những tiết mục nào? E. Em thích tiết mục nào nhất? Hãy nói cụ thể về tiết mục ấy. G. Em cảm thấy thế nào sau khi xem buổi biểu diễn nghệ thuật? Và bài tập làm văn này có hai yêu cầu dành cho các con. Yêu cầu thứ nhất là các con hãy nói cho nhau nghe, dựa vào câu hỏi này để kể lại cho bạn nghe về buổi biểu diễn nghệ thuật mà em được xem. Và yêu cầu thứ hai là các con sẽ viết lại toàn bộ những lời mà cái nội dung mà các con đã nói cho nhau nghe thành một đoạn văn nhé. Và cô xin mời các con xem một số tiết mục biểu diễn nghệ thuật sau. Đây chính là xiếc voi. Và tiếp theo, đó là múa và hát. Tiếp theo, hát, kịch. Và tiếp theo đó là tiết mục cải lương và màn ảo thuật. Đây là tiết mục hát đồng ca, hát tốp ca của các bạn nhỏ ở mẫu giáo đó các con. Và đây tiết mục hát song ca của hai ca sĩ. Và đây là một tiết mục hát đơn ca của một ca sĩ mà cô nghĩ rằng các con chắc cũng biết. Và đây chính là hình ảnh múa của các nghệ sĩ. Mời các con xem tiếp. Và đây là tất cả những tiết mục hát chèo của các nghệ sĩ. Và tiếp theo, đây là xiếc chó, tiết mục xiếc ngựa nè. Và xiếc khỉ, tiết mục nhào lộn. Các con lại xem tiếp những tiết mục biểu diễn nghệ thuật nào. À, đây chính là hát nè. À, tiếp theo là chơi đàn. Hát, thổi sáo. Chơi đàn. Múa quạt. Chơi đàn. Và đây các con hãy nhìn những tiết mục ca múa hát của các bạn thiếu nhi ở cấp 1, đúng không nào? Và cuối cùng đó là tiết mục nhào lộn trên không, xiếc voi, xiếc khỉ và xiếc cá heo. Và đây là hình ảnh của tiết mục gì nào? Múa rối nước, hoàn toàn chính xác. Vừa rồi các con vừa xem những hình ảnh về những tiết mục biểu diễn nghệ thuật. Các con thân mến, và đây là tiết mục ca nhạc của một ca sĩ. À, một tiết mục biểu diễn của những nhạc công. Và đây là hát, ca nhạc, đàn và hát, múa quạt. Và các nghệ sĩ đang chơi đàn để hòa cùng một bản nhạc. Và đây là tiết mục hát tốp ca của các bạn thiếu nhi. Một nghệ sĩ đang chơi đàn, múa, nhào lộn trên không. Đó là tất cả những tiết mục biểu diễn nghệ thuật rất là sinh động, đúng không con? Và đây là hình ảnh những bạn học sinh đang biểu diễn những tiết mục múa và hát. Cho con thấy không nào? Và đây là chính là tiết mục nhào lộn trên không, xiếc voi, xiếc khỉ và xiếc cá heo. Đây chính là tiết mục múa rối nước. À, như vậy rất nhiều hình ảnh sinh động của những tiết mục biểu diễn nghệ thuật, phải không các con? Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nói cho nhau nghe về những câu hỏi cô đã đưa ra để kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật. Trong đó có những tiết mục mà các con vừa được xem nhé. Và với bài này thì các con sẽ phải trả lời những câu hỏi như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau
Nói cho nhau nghe với câu hỏi A để kể về buổi biểu diễn nghệ thuật cho các con. À, đó là buổi biểu diễn nghệ thuật gì? À, đúng rồi các con, đó là buổi biểu diễn ca nhạc hay biểu diễn múa, buổi biểu diễn xiếc hay kịch, ảo thuật, múa rối hoặc hát dân ca. Đó là buổi biểu diễn nghệ thuật. Và tiếp theo, mời các con đến với câu hỏi B. Cái buổi kể về buổi biểu diễn nghệ thuật thì các con sẽ suy nghĩ xem buổi biểu diễn đó diễn ra ở đâu, ở đâu và diễn ra khi nào. Nào, các con hãy suy nghĩ và đưa ra nhé. À rồi các con, như vậy buổi biểu diễn đó có thể diễn ra ở nhà hát, rạp xiếc, cung văn hóa hoặc sân khấu ngoài trời, hoặc vườn hoa, sân trường. Và buổi biểu diễn đó được diễn ra khi nào? Có thể nhân ngày 20 tháng 11, nhân ngày lễ hội mùa xuân, hay nhân ngày quốc khánh, hay nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đúng không nào? Và các con hãy đến với câu hỏi C, chúng ta sẽ trả lời như thế nào đây? Các con hãy suy nghĩ và nói cho nhóm nghe dựa vào câu hỏi này nhé, để kể về buổi biểu diễn nghệ thuật. Em xem đi xem cùng với ai? Có thể các con đi xem cùng với mọi người, hoặc các con ngồi nhà mở tivi và các con xem cùng với ba mẹ các con, hay cùng xem với anh chị của các con, hay các con có thể xem với những bạn hàng xóm của các con, đúng không nào? Vậy chúng ta có những từ ngữ sau: em xem với bố mẹ, em đi xem với anh chị, hay em xem cùng với các bạn. Và em có thể ngồi cùng xem với bố mẹ hay cùng xem với anh chị, và con cũng có thể ngồi xem cùng với bạn. Vậy qua ba câu hỏi, câu A, câu B và câu C, các con hãy trả lời chung cho cô. Nào, các con hãy nói cho nhau nghe. À, cảm ơn con. Như vậy con muốn nói về buổi biểu diễn ca nhạc của ngày 20 tháng 11, đúng không nào? À, rất tốt. À, như vậy con giới thiệu. À, hôm 20 tháng 11, trường em có tổ chức một buổi biểu diễn ca nhạc thật hay và ý nghĩa mà em còn nhớ mãi. Hôm ấy các thầy cô, học sinh và các bậc phụ huynh có mặt rất đầy đủ. À, thế bạn khác có thể giới thiệu gì qua câu hỏi A, B và C? À, chủ nhật tuần trước, em và chị em có coi trên TV xem một buổi biểu diễn ca nhạc rất hay, có rất nhiều ca sĩ tham gia biểu diễn, và buổi ca nhạc ấy thật hấp dẫn, làm cho em còn nhớ mãi. À, cảm ơn con, lời giới thiệu của con cũng rất là hay đó. Cảm ơn con. Vậy bây giờ các con nhớ, khi giới thiệu về buổi biểu diễn nghệ thuật, hãy giới thiệu một cách đầy đủ nhé, và bằng lời văn tự nhiên của mình, chứ không phải như trả lời câu hỏi bài tập đọc. Các con đã nhớ chưa nào? Và tiếp theo chúng ta hãy đến, khi kể về buổi biểu diễn nghệ thuật, các con hãy đến với câu D. Buổi biểu diễn có những tiết mục nào? Cô nghĩ rằng các con sẽ nắm rất chắc những tiết mục biểu diễn nghệ thuật, vì các con đã được xem, và bên cạnh đó có rất nhiều hình ảnh mà cô đã cho các con xem, đó là song ca hay tốp ca, múa quạt hay kịch, nhảy xiếc voi, xiếc khỉ, hài kịch, múa dân tộc, hát quan họ, vân vân. Đó là các con kể lại xem trong cái buổi biểu diễn nghệ thuật ấy có những tiết mục nào, phải không nào? Và con thích nhất tiết mục nào nhất? Và con hãy kể một cách cụ thể về tiết mục ấy. À, còn các con hãy cùng nhau nói trong nhóm và kể cho bạn nghe xem mình thích nhất tiết mục nào. Và con hãy kể một cách cụ thể, chi tiết về tiết mục ấy. Các con hãy sử dụng biện pháp nhân hóa so sánh để câu văn của chúng ta sẽ sinh động và hay hơn nhé. Nào, xin mời các con hãy nói cho nhau nghe. À, hết thời gian rồi các con. Và bây giờ các con có thể trình bày cho cô và các bạn cùng nghe trên lớp nào. À, con thích tiết mục nào? À, con thích tiết mục múa hả? À, bạn nói rằng bạn rất thích tiết mục múa của các bạn nữ học sinh lớp 3. Điệu múa thật là tuyệt vời. Đầu tiên khi tiếng nhạc vang lên, à, bạn kể rằng là bạn biểu diễn cái bài Người Thầy. Khi tiếng nhạc du dương vang lên, các bạn nữ vừa múa vừa tiến vào sân khấu. Các bạn ấy mặc những chiếc đầm von trắng, đẹp như những thiên thần. Điệu múa của các bạn thật dẻo uốn lượn,
Các bạn múa trên sân khấu dẻo như những cánh bướm. Và cô thấy các con đã tả được rất hay và biết so sánh. Các bạn múa dẻo uốn lượn trên sân khấu như những cánh bướm. Đó là các con đã biết so sánh rồi đó. Và điệu múa của các bạn thật là tuyệt vời. Và các con sẽ kể cho bạn nghe xem thái độ của khán giả đối với tiết mục của các bạn nữ khối 3 như thế nào. À, tất cả mọi người đều vỗ tay và khen ngợi tiết mục múa của các bạn. Khi các bạn múa xong, các bạn đứng cúi chào khán giả. Dường như mọi người đều cảm thấy rất xúc động về tiết mục múa cùng với bài hát của các bạn vừa biểu diễn. Thật tuyệt vời phải không nào? Và các con thân mến, tiếp theo cô muốn nghe một bạn trai kể về một tiết mục mà con thích nhất. Và con hãy kể cụ thể về tiết mục ấy cho cô và các bạn cùng nghe nào. Nào các con hãy chú ý lắng nghe nhé. À, con thích tiết mục xiếc hả? Nào cảm ơn con. À, bạn nói là em thích nhất là tiết mục xiếc khỉ. Những chú khỉ thật là dễ thương, được người huấn luyện dẫn lên sân khấu. Bốn chú khỉ mặc áo vest và thắt cà vạt như những người lớn. Các chú đứng dang thành hàng ngang cúi chào mọi người. Tất cả khán giả đều dành cho bốn chú khỉ một tràng pháo tay nhiệt liệt. Các chú bắt đầu leo lên bốn chiếc xe. Các chú chạy veo veo quanh sân khấu tạo thành những vòng tròn. Các chú vừa chạy xe vừa giơ tay vẫy chào khán giả. Nét mặt các chú rất dễ thương. Và lúc này hình như bốn chú khỉ cảm thấy rất vui vẻ và rất hạnh phúc khi mọi người đều thán phục mình. Và khi biểu diễn xong, các chú lại quay về hàng ngang và cúi chào mọi người, vẫy tay tạm biệt mọi người. Tất cả khán giả đều dành tặng cho các chú những tràng pháo tay, những lời khen ngợi. Thật là tuyệt vời các con ạ. Và các con cần lưu ý khi kể về những tiết mục mà các con thích và kể chi tiết về những tiết mục ấy, thì các con nhớ là các con hãy vận dụng biện pháp nhân hóa so sánh để câu văn của các con sinh động hơn và hay hơn nhé. Các con thân mến, tiết học ngày hôm nay của chúng ta đã khép lại rồi. Cô mong rằng các con sẽ làm được một bài tập văn thật là hay. Và cuối cùng cô xin tạm biệt tất cả các con và hẹn gặp lại các con trong tiết sau nhé.